Âu à, lung tung à, nhuộm máu à, đào à, ba tánh say sưa mùi phu à, quỳ sau này sẽ dương cảnh độ lao. Như vậy là Âu Á lung tung nhuộm máu đào, đây là không phải cái thời kỳ này mà tôi nói cái vụ chiến tranh không nghe quý vị, nó sẽ đi diễn tới còn ghê hơn nữa. Đây là nói về cái sự chiến tranh mà Đức Thầy đã diễn tả rồi, tức là Âu Á lung tung nhuộm máu đào. Quý vị biết là cái cảnh máu đào là đâu phải chuyện bình thường quý vị, nhuộm máu đào mà cái màu nhuộm máu là quý vị biết cỡ nào. Chúng ta cùng nhau để bàn với luận đặng coi chân lý lậu cơ chờ thiên ý bày ra. Như vậy thì hôm nay mình bàn luận về cái gì, thì thí dụ như hôm nay đồng đạo chúng ta có đôi điều gì đó thì mình nêu lên, còn hoặc là hôm nay tôi sẽ tiết lộ ra những cái việc biết những qua những câu nói này đó quý vị. Dường như bữa nay đồng đạo đưa lên cái câu này là lạ dữ lắm, dường như là từ trước tới giờ đó là quý vị mình chưa có đọc qua, ít có ai chịu đọc qua lắm. Nhưng mà tại vì á, ngay cái dịp này là cái dịp Tết nha quý vị, cho nên đồng đạo mới nêu lên ra cái câu giảng này rất là hay. Bởi vì cái câu giảng này nói gì chứ đồng đạo mình á, là tới cái ngày Tết á, mới lật ra coi thôi, chứ thực tế ra là ít có ai chịu mà nghiên cứu trong đây lắm. Nhưng mà thực tế đây là cái bài này là tiết lộ thiên cơ. Thôi cái này mới độc đáo chỗ này nè quý vị, chứ không phải chuyện bình thường đâu nghe. Tại vì mình ít có nghiên cứu vô đó rồi mình mới thấy đây nè. Bữa nay sẵn dịp này sẽ nói cho quý vị nghe những cái chuyện này là nó coi như là bữa nay phải tiết lộ luôn. Bởi vì cái câu này là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt bùng. Mà cái vụ gì ngộ ở quý vị, mà cái gì mà lẹt đẹt đó, cái chỗ này mấy chỗ là quan trọng đó. Như vậy là hôm nay mình sẽ nói cho quý vị nghe là cái câu giảng thầy đã tiết lộ cho mình biết cái việc biến chuyển thiên cơ gấp gấp. Như vậy là nó đã tới cái bên rồi. Như vậy là Đức Thầy cho biết á, là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt bùng. Như vậy là quý vị biết cái câu này nó rất là ăn ý vô cái theo cái thời điểm này mà Đức Thầy đã cho biết là cái mùa Tết này nó sẽ sắp đến đó quý vị. Như vậy là bữa nay là sẽ còn 5 ngày nữa là sẽ đến cái ngày mùng 1 Tết. Nhưng mà Thầy nói là năm nay năm gì quý vị? Năm nay nó còn năm con mèo. Mà cho quý vị biết đó là mèo lui rồng tới bay dơ dẳng. Như vậy thì quý vị biết là mèo lui rồng tới bay dơ dẳng. Nhưng mà cho quý vị biết trước luôn, tại vì cái câu giảng này á là đồng đạo mình hỏi rất là hay. Tại sao là trong giảng mà thầy lại nói lẹt đẹt, mà từ hồi năm mà cấm đốt pháo tới giờ quý vị là biết bao nhiêu năm chưa đồng đạo? Tức là hồi năm cấm đốt pháo tới giờ là đâu còn nghe tiếng pháo nổ nữa. Nhưng mà tại sao cái câu giảng thầy lại nói là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt bùng. Rồi tới vậy, đùng đùng, lẹt đẹt nổ lùng tung. Thôi cái này mới ngặt nha quý vị. Mà Đức Thầy đã cho biết là gì? Mèo kêu là đang kêu nghe đồng đạo. Đồng đạo chuyến này nghe cái câu này mình mới ghê nữa chứ. Cái câu này đâu phải mà chuyện bình thường, mà trong giáo lý thầy đã tả ra cho mình biết. Là mèo kêu là dục thúc mình là năm nay là bắt đầu đuôi con mèo và đầu con mèo, thì cuối cùng lại tới gì? Đầu con rồng trở lại con rồng. Như vậy là mèo kêu bá tánh lao sao, tức là con mèo mà nó kêu là lao sao là coi như là lộn xộn găng xăng gì đó quý vị. Đó, như vậy thì bây giờ mình thấy là Đức Thầy đã diễn tả cho biết đó, hồi những cái chiến tranh đại chiến thứ nhất, đại chiến thứ nhì là đều có hết rồi. Bây giờ bắt đầu nó diễn biến tới bây giờ nậu. Bây giờ mình nhìn thấy mà ở bên đó là Hamas, là SCN, Nga, Urana rồi đó, là đó đã thế giới chiến tranh khắp nổ bùng rồi còn gì nữa. Nhưng mà cái câu này đồng đạo huynh hai nói còn rất ghê hơn nữa quý vị. Đây nè,
ở bên thế giới đó là bên Đông Âu, nhưng mà Đức Thầy đã diễn tả cho mình biết là sẽ diễn biến tới là Âu à, ha, lung tung à, nhuộm máu à, đào à, ba tánh say sưa mùi phu à, quỳ sau này sẽ dương cảnh độ lao. Như vậy là Âu Á lung tung, nhuộm máu đào. Đây là không phải cái thời kỳ này mà tôi nói, ví dụ chiến tranh không nghe quý vị. Nó sẽ đi diễn tới còn ghê hơn nữa. Đây là nói về cái sự chiến tranh mà Đức Thầy đã diễn tả rồi. Tức là Âu Á lung tung, nhuộm máu đào. Quý vị biết là cái cảnh máu đào là đâu phải chuyện bình thường quý vị. Nhuộm máu đào mà cái màu nhuộm máu là quý vị biết cỡ nào rồi. Bây giờ quý vị biết là Đức Thầy đã diễn tả cho biết là cái cảnh khổ nó sẽ diễn biến tới Âu là bên Âu. Quý vị thấy đây là chuyện nhỏ thôi, mà còn đây sẽ tới nữa là thiên cơ số mạng biết chi. Tức là cái việc thiên cơ nó biến chuyển tới cái gì. Hồi nãy mình có nói cho quý vị nhỏ nghe cái này. Việc này là không phải là mình nói ở đây, là quý vị nên biết. Tức là Đức Thầy đã diễn tả còn bao nhiêu ngày nữa mà quý vị biết chưa? Đây, cho quý vị biết cái việc biến chuyển nó sẽ tới là 5 ngày nữa là sẽ tới Tết. Mà Tết 5 ngày nữa là tới cái năm gì? Năm rồng đó quý vị à. Tức là năm rồng là Đức Thầy đã cho biết là rồng, hồi nãy mình trở lại là rồng tới, rồi là mèo rồng, rồi là bay dơ dẳng. Thế giới chiến tranh khắp nổ bùng mà trước mắt là chúng ta thấy đó. Bây giờ quý vị thấy không? Nó chuẩn bị hết rồi. Mà Đức Thầy đã cho biết đó quý vị, là cái vụ mà cái hiện giờ nó đang cái tên tiếng Anh, mình ở Việt Nam mình tiếng Anh mình không rành. Như vậy là bây giờ là nó đã chuẩn bị hết rồi. Như vậy chỉ cần mà nó bắt đầu là nó tranh giành với nhau rồi là Đức Thầy đã cho biết trước nè. Là Đức Thầy nói là khắp thế giới binh lương cụ túc. Như vậy là quyết tranh giành quyền lợi xé sau nhau. Hương nhân sanh tuôn dọc giọt máu đào, lòng bác ái mới động tình rơi nước mắt nha quý vị. Bây giờ mình thấy những cái sự thảm khổ chiến tranh đây là do nơ cái gì quý vị? Do nơ đây nè. Nhiều anh em đồng đạo nói sao mấy ông đạo đó hòa hảo đó, hay nói thiên cơ. Mấy ông đạo hòa hảo nói thiên cơ hồi nào? Thầy nói thiên cơ và thầy biết thiên cơ và thầy hiểu thiên cơ và mới nói cho mình biết, mình mới nhắc. Chứ ông đạo nào nói biết thiên cơ đây là gì? Là hôm nay mình bàn thiên cơ và cái thiên cơ và phải có thời cuộc. Mà thời cuộc là phải có cái việc biến chuyển nó sắp đến. Giống như bây giờ những cái mà đài bây giờ nó lên đó, tại sao mà thời tiết này bữa nay chờ mưa, phải không? Biết bữa nay là chợ mới mưa nè, tại sao là biết như vậy quý vị? Là vì cái thiên cơ, là cái máy trời. Mà bây giờ tại sao mà dự báo thời tiết là biết được cái ở chợ mới có mưa? Rồi tại sao biết ở những vùng khác có mưa vào và dông rải rác? Cái này là phải thiên cơ không quý vị? Đây là thiên cơ, nhưng mà phải có thời cuộc. Mà thời cuộc là gì? Thời cuộc là cái gì? Là cái việc biến chuyển nó sẽ xảy đến. Bây giờ quý vị biết đó, là cái ông mà người giàu nhất mà ông ra cái giải ASEAN gì đó, ai mà làm công việc từ thiện hồi xưa, ông chế tạo ra cái gì biết không? Ông chế tạo ra toàn là đồ giết người là nhiều. Nhưng mà khi bây giờ ông mất rồi, ông mới đem ra, nếu ai, bởi vì tiền ông đang giàu có mà, ông đang gỡ vô ngân hàng mà. Như vậy là nếu ai mà là ra cái giải cái gì mà NN gì đó, xa để mà thi, mà cái người mà làm việc tốt thiện đó, là sẽ mỗi một năm như vậy là sẽ được ban thưởng. Người nào làm việc tốt, bị hồi xưa ông tạo ra nè vũ khí, ông tạo ra những cái tội ác không, giống như hôm nay mình cũng vậy, cũng vì cái gì mà mình mới tranh giành.
tại sao mình không tạo ra ông hình ông Phật, rồi không tạo ra những cái robot mà niệm Phật đi, mà tạo ra cái vũ khí. Quý vị suy nghĩ coi tại sao vậy? Cho nên á, cũng vì danh lợi mà ông Phật ngài cho biết trước, là Đức Thầy nói luôn, cái này là nói thực tế luôn chứ không có nói xa vời nữa. Đức Thầy nói nè, ta ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, đây là phải năm mèo không quý vị, năm Kỷ Mão vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, ta đây tuy không thể đem quét Huệ Linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Cho nên tại sao mà con người mình phải tàn bạo gây nên là do nó cái gì? Tham danh lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Cho nên những sự ấy đã xô đẩy con người vào những cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tài trời và những tấn tùng giặc giả cướp của sát nhân và những vụ nâu da sáo thịt và những tương sát tương tàn, những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả. Cho nên hôm nay Đức Thầy đã viết ra, ngài đã tiên tri cho biết. Tiên tri là gì? Là cho biết trước những cái thời cơ và thiên cơ thời cuộc, ngài đã cho biết trước. Đừng chi, đừng chúng ta ráng lo tu gấp, vì việc biến chuyển thiên cơ gấp gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy đã ra đời là vì thương sanh chúng, ngài mới lưng chuyển kiếp. Quý vị biết hồi xưa tới giờ các chư tổ chư sư Đức Phật ngài là viết ra kết tập lại, có khi nào nói thiên cơ cho mình biết không quý vị? Như vậy thì hôm nay chúng ta là phải ráng cố gắng lo cho tu cho gấp để trễ thời kỳ, khó lập công phu nghe quý vị. Là vì hôm nay mình đã biết được Đức Thầy đã tiết lộ thiên cơ cho chúng ta biết. Vì thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ưa điên khùng. Như vậy là nói tới đây đó quý vị, thiên cơ đó không có nói thừa, mà không có nói dư, cũng không có nói thiếu. Cho nên thiên cơ là nói chính xác, là Thầy đã cho biết tỷ sự như một cái câu giảng như vậy quý vị. Bây giờ cái câu giảng này là có chưa nè? Là hội công đồng xem xét hẳn hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế, đau nhiều chân dĩ kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Như vậy là Đức Thầy đã cho biết là đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể. Bây giờ quý vị biết qua những cái trận Covid này đó, là quý vị biết là cái trận Covid này đó nó còn ghê gớm hơn, sau cái trận này còn đi theo cái chu kỳ nữa. Cái trận Covid rồi mà mình bịt mặt nè, rồi mình cách khoảng 1m, 2m nè, mình không được ở gần. Tại sao người mà còn không thương người, mà có người chúng ta mà còn cách xa khoảng 2m, 1m là sao quý vị? Là coi như là lúc này cho mình biết những cái cảnh này còn ghê hơn, sau này còn ghê. Bởi vì khổ đà đi đến như tên, nó đi lẹ lắm. Cho nên á, đồng đạo hỏi cái câu quá hay quý vị, lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt bùng, đùng đùng, rồi lẹt đẹt, nổ lùng tung. Quý vị ơi, bây giờ là nói cái gì? Nói cái này nhỏ nhỏ nghe nghe quý vị. Nó tới cái bên rồi. Quý vị nên nhớ rằng nó tới cái bên rồi quý vị à. Tới cái gì? Là con người chúng ta nó rất là vô thường mà mỏng mẻo nữa. Nhưng mà quý vị biết đó, cái câu giảng đồng đạo đưa coi như là nói cái câu lẹt đẹt là đây, lẹt đẹt bùng đó là gì? Là một cái sự ở thế gian, là nói hồi những cái năm mà mình còn đốt pháo đó thì còn lẹt đẹt. Nhưng mà đây nè, hiện bây giờ có chưa quý vị? Nội trong cái tháng này đây nè, hiện bây giờ nè,
cái Iran, Iraq gì đó mà Mỹ đó, nó đang chuẩn bị hết trơn rồi, tới chừng mà nó nổ đó, bây giờ nó đang bây giờ lên đài quý vị coi coi, coi như là đạn nó bắn như là mưa, phải lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt bùng không. Nhưng mà đó là cho mình thấy ở bên đó là đông, tức là bên Âu ở bản thôi. Nhưng mà tới bên Á nè, tới bên Á rồi quý vị mới thấy cái cảnh này là cảnh khổ nghe. Nó tới cái bên là tới cái gì? Bởi vì việc đời không biết là hay, việc đạo không biết mắt thay tiêu hồn. Như vậy là quý vị à, nếu như cái việc đạo mà không biết là mắt thay tiêu hồn nghe quý vị. Bởi vì mình đang ở đây là ở đâu? Mình ở đây thuộc về là nước Việt Nam. Nước Việt Nam nhằm cổ trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Như vậy là mình may duyên, mình sống ở trong vùng xứ đạo, là mình sống ở đây là nó thuộc về là trung ương. Mà Đức Thầy đã cho biết đó là nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, tức là hay là cõi trung ương lưng chuyển phương Nam, mở hội thánh để chọn người trung hiếu. Như vậy thì bây giờ mình biết ở đây là mình hằng ngày nè quý vị, mình cúng lại cầu nguyện là mình đẩy chư thần đã biết trước và Phật Thầy đã biết trước ở đây, là hồi xưa tới giờ đó là tại sao không chọn ở vùng Long An, không chọn ở những cái vùng mà ở ngoài Trung, ngoài Bắc, mà tại sao lại chọn về cái vùng An Giang? Là vì ở đây có vùng bảy núi Hắc Sơn và sông chính sông Cửu Long. Như vậy là bảy niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoành thang sang tự định chi. Như vậy là bữa nay quý vị biết là bảy niên là gì, tức là ở đây có cái vùng Hắc Sơn bảy núi nghe quý vị. Như vậy là Đức Thầy đã cho biết đó là chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ văn ôi. Quý vị ơi, bây giờ mình ráng lo tu đi, bây giờ nó đang bắt đầu sửa soạn là lộ rồi, lầu đài sao núi cấm lộ nay mai. Nhưng mà sẵn một hồi cho quý vị biết, bị gì thường thường quý vị chưa có thấy, bắt đầu sắp sửa lập lại đời thượng quân luôn nghe quý vị. Mà Đức Thầy đã cho biết luôn, chứ không phải là tôi nói ở đây, là dựa vào cái chân lý của Thầy Tổ để nói là rõ ràng lắm. Rồi bây giờ biết sao mà mình biết được sẽ sắp sửa diễn biến tới không quý vị? Là vì những cái cảnh khổ thảm này là chưa từng thấy, mà hôm nay đã từng thấy rồi. Đau nè, có chưa quý vị? Đau là chặn Covid ba rồi là ai cũng bật ngửa lên. Tôi có ông bạn ở trên Phú Tân nè, ổng đâu trên chùa Cây Xanh, ổng mới xuống hồi cách đây hai mấy ngày trước nè. Ông nói đệ ơi, tôi nói với đệ nha, hồi đợt Covid rồi đó là vợ con tôi nó ăn chay, nó cúng lại răng gắt một ngày ba thờ. Nhưng mà qua cái chặng ngưng á, là Covid rồi đó, mạnh ai nó đi á, cái nó từ từ nó giảm lại hai thờ, từ từ nó giảm lại một thờ, từ từ giết nó bỏ cúng luôn đệ. Cái tôi nói vậy là rồi á, tiêu rồi, tu theo thời cuộc rồi. Bị gì á, thời cuộc là thời cuộc, tu là tu. Nhưng mà ráng tu đặng mà chết, chớ đừng để chết đến mà chẳng có tu quý vị à. Bởi vì Phật ra đời là Phật quá nhân duyên, coi như cái người có nhân duyên, còn cái người không có duyên á thì thôi không bắt buộc. Tu không tu cũng không mờ thỉnh. Cái này là căn này nghe, lúc này Thầy nói là không có phải là còn gọi là phải năn nỉ, chứ đúng ra ông Phật á xuống đi năn nỉ từng nhà, chuyển phép vô cho tu hết rồi. Nhưng mà Phật để thử coi chúng sanh ai là người có thiện căn. Bởi vì cái người có thiện căn đó đến ngày hôm nay mới giữ vững, là như mấy anh em đồng đạo, mấy ông lão tướng ở đây nè, ông nào ông ấy mấy chục năm tu, 40-50 năm không à, 50-60 năm không. Là gì? Hồi xưa tu khổ lắm nghe, tôi thấy mấy chú ở đây là tôi rất là thương mấy chú, thương mấy huynh đó, như huynh đó tôi cũng 40-50 năm đó, mà hồi đó ăn uống cực khổ, còn mình bây giờ quá sung sướng rồi, có đồ ăn hết trơn rồi mà mình còn chưa chịu tu nữa, bởi vì quá sung sướng rồi sao quên đạo ngỡ cái gì, sung sướng quá rồi quên. Bây giờ mình thấy không, cái việc biến chuyển nó tới, đừng cho mình thấy nè, nó tới rồi,
đời cùng còn chẳng mấy năm. Quý vị tới biết không? Còn chẳng mấy năm nha quý vị. Rồi sao nữa? Cho quý vị biết luôn nha. Bắt đầu nó sẽ diễn biến là đời cùng còn chẳng mấy năm. Rồi sao? Khắp, tức là đời cùng chẳng còn chẳng mấy năm đó, khắp trong thế giới hay nằm sao? Bằng non. Hay nằm tới bằng non nặng. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được, còn tại gia. Như vậy thì bây giờ quý vị nên gắng cố gắng lo tu gấp đi. Đừng sao ngày lập hội mới mong trở lại. Như vậy thì hằng ngày chúng ta làm gì? Có nhiều người người ta nói tu rồi lấy gì sống. Tôi nói quý vị ơi, ông Phật ông nói gọn lắm, chữ bằng tiện, khuyên dân đừng nại. Tức là cái người nghèo hèn đó đừng có nại, đừng có ngại nghe đồng đạo, đừng có nại nha. Chứ này anh em mình ai nghèo gì bằng tiện, khuyên dân đừng ngại, gán lo tu đi, miễn cho ta trở lại ngay đàn. Chữ vinh qua giờ chớ có màng, bờ giả tam của đời quân hà, gắn công tu xem nhiều phép là ha, của thằng tiên trừ lũ hung đồ, nào lũa là gẫm nhiễu tô sâu, chớ ham muốn mà sao lao lý. Như vậy là quý vị ơi, đừng có ham muốn mà lao lý chứ không gì chân á. Thầy nói miễn cho được sao? Ngày hai cơm tẻ, quý vị nghe lời thầy dạy đi, buổi bằng hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc không thành tại thế. Như vậy là quý vị biết ráng lo tu đi, thì sau này mình sẽ được dự hội lập lợi đời thượng quân. Nãy tôi nói đó, sẽ diễn tả cho tới cái đời thượng quân quý vị. Mà đời này là không có còn bao lâu nữa đâu. Là gì đây? Đời còn cùng chẳng mấy năm là chỗ đó, nó không có còn bao lâu. Ráng lo tu niệm sao đặng chầu Phật tiên. Cái chuyện quý vị tin không tin thì cũng mặc tình, thầy đã nói hết trơn rồi. Thầy nói thiên cơ cho mình biết nè. Tại sao thầy phải nói thiên cơ? Có nhiều vị nói sao mà mấy ông đạo hòa hảo này lên nói thiên cơ. Cái thiên là chờ, cơ là cái máy chờ, tức là cái máy chờ xây chuyển. Bây giờ quý vị là hồi nãy mình có nói đó, những cái chuyện mà bên là những cái nước khác đó, quý vị tại sao mình biết là cái máy chờ nó xây chuyển hết, là bây giờ là quay lên cho mình thấy hết trơn rồi. Là ông Phật, Phật đã nói trước hết trơn à. Cho nên nè, kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai, bị nghe hoài à. Mấy ông đạo mà nghe nói ông đạo này nói thiên cơ, ông đạo nọ nói thiên cơ, thiên cơ. Đâu phải người ta định là cái thiên cơ là cái máy trời nó xoay chuyển, quý vị thấy chưa? Rồi cái ông đạo nhiều ông á, đây nè tôi nói ai, nói cái này nó xin lỗi hơi đụng chạm chút xíu á, mấy cái ông đạo mà ông để ý đi, làm mà 50-70 công ruộng đấy ha, lợ sợ nói thiên cơ, bị tớ rồi ông bỏ mấy chục công ruộng sao? Cái việc thiên cơ, còn cái chuyện nữa là máy trời là nó khác. Còn bây giờ người ta nói là cái giờ nó đã tới cái bên thầy đã nói thiên cơ, thầy tiết lộ cho mình biết rồi. Bữa hổm cái ông đạo kia kìa, mà không biết ông có đạo hay không, ông là ông mượn cái ông YouTube kia ông lên, tôi nói để tôi đã phá mấy cái ông nói chuyện thiên cơ này. Mấy ông này chừng tội địa ngục luôn. Thiên cơ là cái máy chợ, làm sao mà dám đã phá được, thấy không? Cho nên cái thiên cơ đây là thầy đã nói, cơn này thế giới lắm không ba anh chi lừa lọc con tiên đặng diệt quỷ ta. Cái trận Covid rồi đó quý vị, diệt một mớ rồi, bắt đầu sẽ đi theo chu kỳ này sẽ diệt lần lần luôn, chứ không phải chuyện bình thường đâu. Bởi vì á, là cái thiên cơ đây là thầy đã cho biết trước nè. Nào ai biết tâm ta đời bác lãm, kiếp người giường chùm gỡ bám vào cây. Như vậy thì quý vị biết đó. Rồi bây giờ quý vị biết là cái việc thiên cơ là thầy đã cho biết, thầy đã tường lãm hết trơn rồi. Khùng toán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo thích ca. Như vậy là khùng đã toán biết âm dương kết liễu hết trơn rồi quý vị. Thì hôm nay chúng ta thấy đó quý vị, là cái việc biến chuyển thiên cơ thầy đã sắp xếp cho mình biết là nói trước nè. Bây giờ nói ai? Hồi xưa cái thời mà
quý vị biết là cái thời mà còn thầy ra đời là chưa chạy xe lớp gì đó, nhưng mà nói nè, Đức Thầy nói là trạng trình truyền sắm mấy lời ngày nay dân chúng dạy thờ đáng chi, hiền nhân bổn phận tu mi hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Bây giờ quý vị biết là cái chuyện thiên cơ này thầy đã nói trước cho mình biết, bây giờ mình phải biết cái này để mình lo mình tu nè. Nói cho quý vị nha, đây sẵn hôm nay luôn, nếu mà hôm nay cái cuốn sấm giảng thi văn giáo lý này đó mà đem lan rộng khắp nơi đó thì mọi người đều giác ngộ tu rất là mau quý vị. Tại vì có một số người chưa có coi, mà đây là cái cuốn giảng này là gì? Sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ, trong đây ngài rút trong các lực các kinh để tùy phong hóa nhân sanh phù hợp. Quý vị biết đó, khi mà mình đi ở đâu không biết mà về cái vùng An Giang hỏi cái cuốn sấm giảng này ở đâu là đều có hết, mà người ta cho không luôn, tức là ai thỉnh là có. Nhưng mà quý vị bước ra ngoài, ngoài khỏi cái vùng An Giang thôi, mà lại những cái chùa mà An Giang mà lại chùa nhiều khi cũng không có mấy cuốn giảng này. Bởi vì là quý vị ơi, cái lời này là của Phật. Thí dụ hồi xưa nè, tôi nói thiệt là hôm nay sẵn dịp nói luôn, tôi chưa có biết về cái sự tu theo Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà quý vị biết đó, thì tôi đi lên tại chùa Cô Đơn ở quận 8. Lúc đó là lần đầu tiên tôi nghe nói chùa Cô Đơn mà ông Phật Cô Đơn. Quý vị chắc ở trên cộng đồng mạng quý vị chắc cũng biết. Cái tôi vô cái tôi mới thấy những cái bài kinh kệ trong những cái chùa đó, là tôi lấy tôi đọc. Thì lúc đó tôi chưa có coi cái cuốn sấm giảng giáo lý này quý vị. Cái tôi đọc ra là những cái bài chú ở trong cái những cái bài kinh đó, tôi thấy giống như đợt rồi đó là cô bé Tường Lam cũng có đọc qua đó, là chú Đại Bi nè, rồi cái chú gì nữa đó mà mình nói chung ra là mình ít có hồi thời đó mình có coi, nhưng sau này mình không có coi nữa. Mình hàng ngày thì mình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì mình thường thường mình coi bên cái giáo lý thầy nhiều hơn. Thì hồi lúc tôi chưa tu đó là những cái bài chú Đại Bi này tôi đã nó đọc tụng qua rồi. Nhưng mà con cái đó là sau thời gian tôi mới thấy là tại sao đi trên núi đó mới nghe những cái đoạn giảng nó tâm đắc về cái ý của mình. Rồi bắt đầu là mình mới coi lại cái giáo lý của Đức Thầy. Thì bây giờ quý vị biết vô coi trong cái điều răn cấm mà Đức Thầy đã nói là rồi, nó chúng y gan mình mà bỏ không có được quý vị. Cái bài 8 điều răn cấm đó là vô đầu tiên là lời khuyên bổn đạo, cái này lại lời khuyên bổn đạo nữa chứ. Rồi mình đọc là khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu, mình lầm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Dứt bỏ là không còn để trong lòng nữa, mà mình dứt bỏ giống như đem ơi, mà đem bỏ vô thùng rác cho tao. Thí dụ mình nói đứa con hay là đứa cháu gì đó, xách cái này mày bỏ thùng rác là dứt bỏ luôn. Như vậy thì dứt bỏ là gì? Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bờ theo đằng điếm. Quý vị ơi, bốn điều này kêu tôi làm không bao giờ tôi làm được. Bây giờ cho vàng tôi làm cũng không được. Nói thiệt luôn, lúc đó giờ nói tao mướn mạng chỉ vàng, hai chỉ vàng gì đó, cho mày bỏ bốn điều này mày bỏ được không? Không bao giờ bỏ được. Nhưng mà nói cho quý vị nghe, tôi có thường hay nói đó, chỉ có cái con người mình á đang khổ đó quý vị, mình mới tu thôi. Còn đang sung sướng đó, kêu mình tu không bao giờ mình tu đâu. Nhưng mà quý vị ơi, mình ăn chay niệm Phật cúng lại vô đi, rồi mình mới thấy màu nhiệm của Phật. Mình nghĩ suy nghĩ kỹ đi, ngày xưa là thái tử tức là giàu có đó, rồi vợ đẹp con cưng, ngày mới quán thấy cuộc đời là khổ. Thì hôm nay mình cũng vậy đó quý vị, thấy chiến tranh nè, thấy động đất nè, thấy bệnh đau nè, rồi đó là sống thằng nè. Nhưng mà nói cho quý vị nhỏ nhỏ cái này nghe nha, cái này chưa có tới nha, sau này xấu bắt hùm tha xử người tàn bạo, cái này cái ghê lắm. Vậy mà tại đây luôn, xử tại thế, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, nhưng mà thưởng những người chung nghĩa dạng tàu. Thầy mới nói ra kệ này hai chữ bảo an, cho chàng thế được tâm thanh tịnh.
Ngọc báo quý ẩn trong Nam Định, muốn tìm kim đáy biển phải gắng công. Như vậy thì mình phải gắng, cố gắng mình gắng công trình dạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, làm sao phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Như vậy thì mình hôm nay mình gặp được cái giáo pháp của Đức Thầy rồi, mà mình nghe những cái lời này, quý vị mà đi vô chùa đấy ha, mà thỉnh được mấy cái này là quý vị về quý vị coi đi, rồi quý vị mới thấy màu nhiệm. Mà thực tế ra dường như ở trong chùa mình nó là kinh Bát Nhã có nè, kinh Kim Cang có nè, kinh Dược Sư, kinh Lưu Ly, kinh Lăng Nghiêm, rồi kinh đủ thứ hết, nhưng mà sám giảng của thầy mình không có quý vị. Tại sao vậy? Vì Đức Thầy chúng ta dạy đó quý vị, đối với tôn giáo khác mà Đức Thầy đã nói trước luôn, đối với tôn giáo khác không nên động chạm đến cách thức tu hành của họ, nhất là không nghĩ đông kiếp đáp hoặc nói xấu người ta. Nếu họ có làm dữ với mình cũng chẳng được phép sự dữ của họ mà trả thù. Mình phải luôn luôn làm lành với họ, mình phải hoài hoài làm phải với những kẻ ấy, dầu họ có làm quấy đó mình cũng mặc và phải nhẫn nhịn họ. Thì hôm nay đó quý vị, tôi mong rằng là quý vị mình ráng để về mình nghe những cái lời mà anh em trên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đó thường hay bác hay nói, những cái vị mà nói thiên cơ, cái đó đều thầy nói. Thầy là Phật, không lẽ ông Phật mà ông đi xuống đây, ông đi từ nhà ông nói cái gì? Thầy đem cái giáo pháp này ra truyền cho mình nè, tức là xem kệ này, tu tỉnh tại nhà. Đó, như vậy là Đức Thầy đã kêu mình phải xem kệ này, là mình coi kệ này mình tu. Còn cái chuyện mà thầy không lẽ giờ đem đi là lỡ đó là tới nhà mình mà khuyên mình, cái nhà gần ở nhà tôi đó. Nói thiệt với quý vị luôn là thường quý vị là tôi cũng thường hay cúng, mà cái nhà tôi dọn vô đó là quý vị có coi đó là cái nhà đó, thầy có đến luôn kế nhà tôi đó, tôi ở đó mà lúc đó là thầy ở nhà bên cái là thờ của cái người Pháp, đó là cái nhà xưa luôn. Nhưng mà cuối cùng là đó quý vị, là thầy đến cái nhà nào thì gia đình đó giàu có, nhưng mà sau này ít có ai chịu tu lắm, có tu mà cũng lớt lát. Cho nên á, quý vị biết đó là kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai nghe. Mà sư huynh Úc mấy anh em mình á, tiếng kệ nhàm tai lắm. Như vậy thì quý vị nên phải gắng cố gắng tu cho gấp, chứ không còn đợi gì hết trơn á. Bởi vì á, thầy nói trên thì nói Phật pháp, cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia để độ bệnh cho kẻ căn lành, nhờ được mạnh mà cảm lành từ bi của chư vị giới trăm quan, thảm thiết lê văn lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, tức là người láng giềng tiếng gậy làm tay. Hôm nay mình phải gắng tu cho gấp đi, nếu mà hôm nay mình không tu đấy quý vị, là tới chừng đó là khổ gắng mà chịu. Bởi vì thầy đã cho biết trước đó rồi. Đây nè, cái câu chốt trong cái bài của mà ngày 18 tháng 5 đó, sứ mạng đó, cho quý vị biết nha. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội, nghe câu này là mình thấy óc ác mình nó nổi rồi. Tức là sau đền tội, bởi vì đây nè, đừng có trách. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật tiền không chỉ bảo. Bởi vì đã nó tới kế bên rồi, vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta đây nhiều tiền kiếp ta đây sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục, tương thân cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nổi thực hình. Vì thương thân chúng ngày mới lưng chuyển kiếp ở đây nè, thương quá sức nên ta bệnh định quyết độ đời cho đến chúng thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Tại sao ngài không ngồi nơi ngôi vị để hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn phải len lỏi xuống chốn hằng trần để chịu cảnh thế gian? Là vì quá thương thân chúng, vì thương thân chúng ngài còn phải thể nguyện là thương trần ta cũng ráng thề,
đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Như vậy thì mà hôm nay mình ráng cố gắng đi quý vị, ông Phật nó còn thề xúc động tâm hoài gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành, giác thiền đến bến đưa người thế mà chớ đắm hồng trần nẹo lợi danh quý vị ơi. Bây giờ thôi mình gán nghe, chuyến này là đò chiều chuyến chót rồi, tu mau đi. Mà chuyến này mình không tu đó, cái này tôi nói cái rồi kết thúc luôn nghe đồng đạo, là Đức Thầy cho biết là con nào hiền, cái này nghe cái óc ác nó nổi rồi, thì dạng thảo ngay, mà đứa ngỗ nghịch thì một mai đứt cổ, chốn âm ti ngu đầu má diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cội âm thần bệnh sói dịch ngôn, chờ mãn phước ra tay bẻ hồng. Như vậy là mình hết phước rồi là tiêu nghe quý vị. Cho nên thôi ráng chuyến này chúng ta tu gấp đi, bởi vì đó là nói tới đây không thể nào hết, Phật pháp nó thâm sâu vi diệu lắm. Bởi vì hai câu giảng đồng đạo đưa là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt bùng đùng đùng, lẹt đẹt nổ đùng tung, mà lùng tung lúng túng văn ta túng, ngào ngán cho xưng lão bắt khùng. Nó tới cái bên rồi thôi, bây giờ đó mình gọn gọn đi để cũng còn gắng lo niệm Phật ăn chay làm lành nghe quý vị. Cho nên từ đây về sau mình gắng cố gắng quý vị ơi, thì cũng chúc cho toàn thể chư quý vị được một ngày an lạc và tinh tấn tu hành. Nam mô A Di Đà.